Hey, kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của Phương Cái Cha Vlog em đây. Đây là bữa ăn sáng cơm với lại hạt chân chung với lại xay. Đây bữa sáng cho ăn nhẹ nhẹ thôi chứ không cho ăn nhiều, để dành bụng cho tụi nó ăn buổi trưa. Đây, đây trong giai đoạn chế biến. Trời ơi, nó đang chờ nhau chờ cơm từ lớn tới nhỏ, đang nhậu chờ cơm mấy bà nhỏ nữa, nó giỡn hết rồi. Mấy là mèo đang trên lầu trên đây, mèo đi đi tối ngày à, giờ ăn mới về. Còn mấy bà nữa, chưa về tới, nó nằm vậy đó. Ông mấy bà nè, giờ này còn nằm ngủ trên nè. Mấy bà nhỏ bu đồ người nằm rồi. Từ kia một đống ở dưới nữa kìa, đó dưới nữa đó, đống dưới nữa đó. Này là đổi món, này là thịt đồ dụng nè, này là gan nè, này là ở trường heo bò và dụng á. Món này là heo xay, nói bà mẹ quay giỡn găm trên nóc nhà. Gì mày hứ hoài vậy? Bữa giờ Phương lo đi khám bệnh bên đại học y dược á, thì bác sĩ nói là giờ là trước mắt là cho uống thuốc trước 2 tuần xem tình hình kết quả như thế nào, tại vì nó bị dây thần kinh số 7 mạch máu não á, nó nằm nó chèn với nhau, giờ nó bị phì cái tuyến mạch máu nó não á. Giờ trước mắt là bác sĩ cho uống thuốc 2 tuần xong xuôi đầu vô chụp hình coi lại rồi như thế nào rồi bác sĩ mới tính tiếp. Thì là nó có 2 phương án, một là chích thuốc, cứ 3 tháng chích mũi, 3 tháng chích mũi thì mũi nó 4 triệu. Rồi đó là cái phương án thứ hai á, là nhập viện sau khi mà uống thuốc
chích thuốc xong xuôi hết á, mà có tiến triển tốt á thì bác sĩ sẽ tiến hành cho nhập viện trước một tuần để bác sĩ ở trong theo dõi này nọ, rồi mới đầu mới tiến hành mổ. Mổ mà có phí bảo, có bảo hiểm luôn á, là chi phí là 80 triệu một tiền mổ á nha, là chưa chính tính cái tiền mà để mà nằm nữa đó, nằm viện á, nằm viện tầng trời trước khi mổ và sau khi mổ nữa. Thì bác sĩ có nói ước tính cái chi phí là nó cũng phải 100 ngoài. Wow, một con số khá lớn đó. Và mấy bữa nay là Phương đi khám liên tục luôn, khám liên tục nên không có lên clip chỗ cái gì coi, tại vì sức khỏe Phương mấy bữa nay á, là nó giống như là nó mệt đó, nó giật tăng tăng cái đầu hoài à, nó mệt. Lại phần cộng với lại hôm bữa là Phương lo đi kiếm chỗ cho tụi nhỏ đó, không có ăn uống ngủ nghe cho nên sức khỏe đi xuống một chút. Giờ thì cái chuyện đó cũng giải quyết rồi nên giờ tạm thời là cứ như vậy, ở đây tới qua Tết đi rồi rồi tính. Chút xíu rồi Phương phải đi lên chảnh nữa nè, lên đại học y dược khám nữa nè, khám tiếp theo dõi á, theo dõi sức khỏe, tình hình sức khỏe. Rồi hôm qua đây mới mưa chặn sáng sớm, mưa chặn quá lớn. Bà đen nè. Trời ơi, con chuyền chinh. Chinh nó dành ăn cái gì vậy? Mày dành ăn cái gì vậy chuyền chinh? Hả? Mây bà tự kỷ nè, không chơi ai đó, ngày nằm chỗ không à. Ăn đi Mây, rồi đi ra cho bé Mây nha. À Mây, cho con không chơi ai vậy Mây? Cơm này là thịt xay á, heo mùng cưa heo xay á, đây là với hạt cho mấy bé nè, ăn dặm buổi sáng. Ăn đi con, ăn đi Mây, ăn đi. Mây này ở Đồng Nai nè, Mây Đồng Nai, Mây Đồng Nai này từ nhỏ tới lớn là từ kỹ luôn á đó. Đem hồi đó Phương đem về đó là còn nhỏ xíu à, chụp ác à, em nhớ bánh nhắc. Thôi Trinh nè, nghe không, mấy mày không dữ quá, ăn mà dành ăn lum lum la hết. Chén là chén vậy đó. Nói là công việc buổi sáng, buổi sáng là 5 giờ, bắt đầu từ 5 giờ dậy cho ăn uống vậy đó, nấu nướng rồi cho ăn uống sáng xong xuôi rồi muốn đi làm gì làm, thì nó phải ưu tiên trước. Đó, mấy bà nhỏ vàng nghe không? Gì vậy ông mực, ông cu đen, ông cu đen này là lá lược vàng nè nha quý vị, lá lược vàng này tốt lắm á, dành đâm nước cho nó hoặc là trộn vô cơm cho nó ăn cũng tốt lắm á, đừng ruột cái bệnh hoạn này nọ cũng đỡ lắm.
đó, lá lực vàng. Cái chậu này nó hơi bị sâu rồi đó. Cụ đen, 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 cụ đen. Sáng sáng chậm phương cái cha là như vậy đó. Mới mưa, mới giấc người xong đó. Vô nhanh, đây bé Cộng Hòa nè, cái Cộng Hòa cù đen à. Trời ơi, ăn cái bụng nó kìa. Đây có một số người á là có điện cho Phương, hỏi Phương á là trách Phương là sao mèo chó mèo sinh không cho họ mà cho người khác. Ở đây một lần nữa là Phương cũng xin nói lại là không phải là em chê mấy anh chị nghèo hay là em chê mấy anh chị thế này thế kia, nhưng mà thực chất ra là cái tình yêu thương chó mèo ai cũng có hết. Nhưng mà cái điều kiện nuôi mấy bé nó lại khác. Bây giờ nếu mà quý anh chị đi làm tối ngày, nếu anh chị cứ sáng ra anh chị dục cho nó một thao đồ ăn, thao nước để đó, và anh chị đi thì sáng tới tối về mới cho nó ăn nữa, thì anh chị cho ăn kiểu đó. Như em đây cho ăn nó một ngày ăn ba bữa, ăn sáng, trưa, ăn tối luôn á, còn không đủ nữa đó. Nước là uống là phải thay thường xuyên, chứ không phải là anh chị để cái thau nước đó để thì sáng tối đâu. Một ngày ở đây á, em mà không đi làm á, ở nhà thì ngày em thay nước 3 lần, còn em đi làm á là sáng em thay nước mới, trưa em phải chẹt về em thay lại nước 1 lần nữa, rồi chiều em đi, chiều đi làm về rồi mới thay 1 lần nữa đó. Chứ không phải là anh chị mà dục nó vậy rồi cái anh chị đi tối ngày rồi gũi như là nó bệnh hoạn thế nào. Bệnh hoạn anh chị có đưa cho nó đi cấp cứu hay là đi khám được không, đúng không? Nếu như mấy em sinh viên học sinh cũng vậy nè, cái điện vô nói à, trời em ơi, anh ơi em năn nỉ anh luôn á, em tha thiết em năn nỉ anh luôn á, cho em xin con mèo với em xin con chó về em làm bạn. Mà tới hồi mà hỏi ra thì sáng đi học, sáng đi học cho tới trưa chiều về, về nghỉ ngơi chút xíu cái đi làm tối khuya mới về. Vì thời gian đâu em chăm tụi nó, đúng không? Mà em là sinh viên học sinh, bây giờ em nuôi nó ngày 2 bữa cũng được rồi đó, anh không nói rồi. Mà tới hồi nó bệnh hoạn cái em nghỉ đi, bệnh hoạn chút xíu thôi là em tốn tiền triệu không đó. Em nhắm khả năng em nuôi được không đó. Như Cộng Hòa anh ví dụ điển hình thôi, như Cộng Hòa thôi đó, quay một cái là gần 5 triệu bạc, mà bây giờ phải còn chờ cho nó khỏe hẳn luôn, cái ký sinh trùng nhiễm trùng máu của nó bớt đi rồi đầu nó mới đưa qua cho nó khám lại cái nữa, rồi tiến hành coi có nên cắt bỏ tử cung nó hay không nữa, rồi phải tốn thêm mới tiền nữa. Bây giờ em là sinh viên học sinh, em đi học rồi em đi làm thêm nữa, 1 tháng em làm được bao nhiêu tiền, đúng không? 1 tháng em làm được bao nhiêu tiền,
Giờ em một tháng bao nhiêu tiền? Em đi làm thêm, anh cho em dữ lắm là một tháng em làm 5 triệu luôn á. Rồi tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền cọ, tiền son, tiền phấn, em là con gái nữa. Rồi đủ thứ tiền hết trơn á. Rồi gửi vậy nó bệnh xuống một cái tháng 4-5 triệu, em mất cái khoảng 4-5 triệu cho tiền bệnh của nó nữa thì em xoay sở như sao? Đúng không? Bởi vậy em đừng bao giờ trách anh vấn đề đó. Anh là anh thương tụi nó, anh muốn tặng cho cái người nào người ta có điều kiện, thứ nhất có thời gian, thứ hai thứ ba là chó mèo nó cần cái khoảng không gian rộng để nó đi vui chơi chạy nhảy, chứ không phải là mình đem nó về mình giục nó vô cái phòng trọ hay là giục vô cái góc nào đó nhỏ xíu nhỏ xíu, không có chạy nhảy không có gì chơi gì đùi hết thì làm sao được, đúng không? Ở đây là rất 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 là nhiều người điện số điện thoại điện Zalo cho Phương xin chó xin mèo Phương, mà tại sao là Phương chỉ có bao nhiêu người thôi, chỉ có mười mấy người thôi, mà tại vì những người đó là người ta có điều kiện nhà cửa rộng rãi, có điều kiện mà người ta có tình yêu thương chó mèo, đúng không? Thậm chí người ta sẵn sàng người ta bỏ ra 5 triệu 10 triệu, biết là con chó đó bệnh, con mèo đó bệnh, nhưng mà người ta sẵn sàng bỏ ra 5 10 triệu để người ta trị cho nó luôn đó. Với lại một phần nữa là có một số anh chị thắc mắc là tại sao là mèo đâu hết rồi, mèo thì còn đó nhưng mà không còn nhiều, là Phương chỉ còn để lại là những con mèo lớn thôi, 6-7 đứa mèo lớn thôi, còn những con mèo nhỏ là những con mèo mà ở nhà Phương á, với lại những con mèo mà chuột ở bên lò mổ ở bên Trường Chinh về á, là chết mấy em nhỏ đem về được vài bữa là chết queo rồi, nó quá nhỏ đó. Rồi Phương tặng cho thêm nhiều anh chị để người ta nuôi phụ với Phương, tại vì á ở đây là Phương chó bây giờ á thì nhiều nên Phương cũng hạn chế cái mấy cái mèo lại, sợ nhiều khi á nó không phải như mấy con này, như mấy con này á là nó ở trên, là ở trên nóc nhà đi chơi lại ở đây nó quen rồi nên mấy con chó không có dí, không có cắn vô nó được. Còn như chẳng hạn như những con mèo lạ lạ mới về á, mà thả ra là tụi này dí liền, dí cắn liền, nên Phương sợ nên Phương phải cho bớt đi một số bé mèo. Hiện tại giờ Phương là còn ở đây là khoảng chừng 7 bé lớn vậy nè. Tụi nó đi đi tối ngày đi rong ruổi ngoài 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 sân ngoài vườn á, hoặc là đi qua những cái nhà bên kia nó chơi, tới giờ ăn là tự động cho nó về. Nó Phương nói cho mọi người hiểu là vấn đề này như vậy. Chó con Phương ở đây là còn được mười 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 mấy bé, còn nhiêu là Phương tặng bớt rồi, mà mọi người cứ yên tâm đi, Phương tặng là Phương có xem xét hết, người nào có điều kiện như thế nào, nhà cửa làm sao sao là Phương có xem xét hết rồi, Phương có làm clip để sẵn đó rồi, là cái clip đó là cũng như là bằng chứng để sau này nếu mà họ không có nuôi nữa họ sẽ trả lại cho Phương, hoặc là mấy bé nhớ như thế nào á thì Phương còn có cách để nói chuyện với họ. Nhưng mà giữa Phương với Phương là lợi nhà, Phương quay clip với họ á là hai bên có thỏa thuận, là tại vì có một số anh chị á, họ không thích là phải lên kênh YouTube hoặc là lên mạng, họ nói là họ chấp nhận cho Phương làm cái clip ngắn ngắn để Phương quay lại lúc mà họ nhận nuôi cái bé và điều kiện nuôi cái bé, tại vì họ sợ biết nhà cửa, hoặc là nói chung ra là nó có nhiều lý do lắm, cho nên Phương bảo mật những vấn đề đó, là mấy cái đó là Phương lưu giữ lại hết rồi, nên mọi người cứ yên tâm.
Đây là chỗ này là phương lãm này nè, đặt cho mấy tụi nó phóng lên nóng xuống để đi chơi nè. Đó. Nhảy vô đó nó chơi giỡn quá. Còn mấy bà kia thì đi đâu mất tiêu rồi, đi chơi ở đâu rồi. Còn ở đây ngủ nằm trên đó nó ngủ nữa. Đó. Nó leo lên trên đó nó nằm không đó. Rồi chị Phương xin dừng video ở đây nha. Đây là thuốc bệnh viện đưa về nè, cho Phương uống nè. Thuốc là một bọc vậy đó. Rồi Phương xin ao vô đây nha. Phương chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào mọi người.